Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ ăn cùng các bạn móc họa tiết hạt như thế này. Họa tiết này thì có thể móc mũ, móc túi, móc ví. Đầu tiên lên hai bánh. Hàng đầu này chúng ta lấy sợi bánh theo số chia hết cho hai cộng thêm một. Ta cứ móc một cái này thì cách một chân móc, cách một chân sau đó lại móc một một cái như thế này. Giờ chúng ta móc vào đây, một hai, giữ lấy cái này không là nó tuột, 3 4 kéo, một mũi móc xích móc vào đây, 1 2 3 4 trượt qua, một mũi móc xích. Chúng ta thích móc cái này mỏng mỏng thôi thì có thể móc ở cái này, cái hoa này bia, cái hạt này bia thì có thể là móc 3 thôi, 3 vòng, 1 2 3 4 lên một xích, một hai ba một hai bốn một mình trượt, một hai ba bốn một hai ba một mũi móc chờ, sẽ móc vào đây một mũi móc kép, chỗ này chúng ta phải hiện móc thêm một một hạt như thế này, một hai ba bốn lên ba mà xích, một hai ba, đây dưới một hạt, cách trên một hạt, đấy xô le nhau. Một hai ba bốn lên một trượt,
Rồi. Một, hai, ba, bốn, một, hai. Mũi móng này rất đơn giản mà lại đẹp. Một, hai, ba, bốn, hàng này dưới là một một mũi móc rồi. Bây giờ đây này, một mũi móc kép vào đây. Đấy. Cái này mà móc ví cầm tay thì rất đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video sau.